Hôm nay mình để vô chậu để trồng cây bạch đàn chanh vĩ ra chậu nha. Đây là giới thể này, thì gồm có là đất, sơ dừa, trấu và phân bò khô mình đã trộn đấy rồi, cho nó sốt đất mà vận chuyển cho nó nhẹ thôi. Cái thực ra thì mấy cây bạch đàn này mình trồng xuống đất ví dụ nó sẽ ok hơn, mà nếu mà trồng đất không thì vận chuyển rất là nặng. Mình trồng sẵn phân bò, mình trồng trên đất đồi này, nó từng băng như thế này nó rất chi là nhấp nhô, nó không có bằng, nên mình phải bỏ chậu vô trong cái cây này là cây trồng lan ha, để mình bỏ xuống thì nó có cái mặt bằng luôn nè. Mình sẽ mình giữ cái cây nó, chậu mình nó nhỏ nữa nên là cây nó sẽ không có bị ngã ra. Đây là chậu cỡ nhỏ nha, chậu này mình làm cái giống thôi. Vì mình sang chậu thì nó rất là tiện, cái bạch đàn chanh này nó sống siêu khỏe luôn, cho nên là và rất là thơm luôn, cực kỳ thơm, thơm nhất trong cái dòng bạch đàn hương vị luôn đó. Riêng mình nó là một mùi khác nhau nè. Đây như thế này mình sẽ đặt lên cái khay này. Yêu một khay này sẽ có 12 lỗ, mình đặt như thế này nó sẽ rất là gọn và nó không có bị ngã. Giờ mình tưới nó không có ngã.